Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thanh Tuấn, chú tỉnh Kiên Giang, đang thực hiện hành vi vận chuyển hàng cấm. Vào khoảng 1 giờ sáng ngày 16 tháng 7, trên tuyến quốc lộ 80 thuộc ấp Đông Phước, xã Thạnh Đông A, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh đã tiến hành bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thanh Tuấn đang thực hiện hành vi vận chuyển hàng cấm. Tại hiện trường, lực lượng công an đã tạm giữ chiếc xe ô tô tải chở 25.000 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu các loại. Qua làm việc, bước đầu Tuấn khai nhận đã vận chuyển thuê số thuốc lá nói trên từ huyện Tân Hưng, tỉnh Long An về thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang với tiền công vận chuyển là 4 triệu đồng. Trước đó, Tuấn cũng đã vận chuyển thuê chót lọt một chuyến thuốc lá lậu. Công an thị xã Kinh Môn phối hợp với Cục Quản lý Thị trường tỉnh Hải Dương đã phát hiện một hộ kinh doanh tàng trữ và sơ chế hơn 2,3 tấn sản phẩm động vật đã bốc mùi hôi thối, ở mục đích thu mua về để sơ chế xuất bán kiếm lời. Cơ sở bị phát hiện là hộ kinh doanh ở phố Nhất Sơn, phường Thái Thịnh, thị xã Kinh Môn do ông Lương Văn Bình làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện 2,3 tấn nội tạng sản phẩm động vật gồm lòng lợn, mỡ đông lạnh, mỡ nước, lòng lợn khô chứa đựng trong bao tải dứa, túi ni lông và can nhựa. Bước đầu, chủ hộ kinh doanh khai nhận toàn bộ số sản phẩm này được thu mua trôi nổi trên thị trường và đều không có hóa đơn chứng từ, giấy tờ tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang, Nguyễn Đình Xuân, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Minh vừa ra công văn về việc tạm dừng không cho người dân, khách du lịch tham gia hoạt động tắm trải nghiệm tại thác nước Du Già bắt đầu từ 15 giờ ngày 14 tháng 7 sau vụ việc một du khách tử vong. Ủy ban Nhân dân huyện Yên Minh cũng đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân xã Du Già tăng cường công tác tuyên truyền đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà hàng, dịch vụ homestay và khách du lịch chấp hành nghiêm quy định của địa phương, không tham gia hoạt động tắm trải nghiệm tại thác Du Già. Nếu chủ các cơ sở dịch vụ có khách nghỉ tại các cơ sở của mình hoặc khách do hướng dẫn viên dẫn tour quản lý mà không chấp hành thì sẽ xem xét và xử lý theo quy định. Trước đó khoảng 15 giờ 30 phút ngày 12 tháng 7, một nhóm gồm 6 người đi du lịch đã tham gia nhảy và bơi lội và một người đã tử nạn tại chỗ. Nguyên nhân là trong quá trình nhảy xuống suối do nước sâu lại không biết bơi nên du khách đã bị đuối nước. Thưa quý vị, bắt đầu từ ngày 15 tháng 8 tới đây, chính sách visa mới sẽ có hiệu lực. Theo đó thì thời hạn thị thực điện tử e-visa được nâng từ 30 ngày lên 90 ngày. Đồng thời thời hạn tạm trú tại cửa khẩu cho người nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực sẽ tăng từ 15 ngày lên 45 ngày. Chính sách này được triển khai được xem là việc tháo nút thắt đối với rào cản thu hút khách du lịch quốc tế. Trước đây, sự hạn hẹp trong thời gian cấp visa tại Việt Nam khiến khách du lịch muốn lưu trú dài hạn gặp rất nhiều hạn chế. Trong khi đó, chính sách này của các nước cùng khu vực như Philippines, Thái Lan, Malaysia, Singapore hết sức thông thoáng. Bởi vậy mà việc Quốc hội đã thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam là sự kiện lớn với ngành du lịch. Đây là cái chính sách mà cộng đồng du lịch làm lữ hành quốc tế đang đón chờ rất là lâu rồi, cũng như là rất là nhiều lần đề xuất. Thì lần này đã được thực thi và Quốc hội đã thông qua. Thì đây là cái cơ hội góp phần trong cái việc mà mở rộng cái không gian cho khách du lịch vào Việt Nam. Nới rộng thêm cái thị thực nhập cảnh tại Việt Nam là một tín hiệu vô cùng vui mừng đối với anh em trong ngành du lịch, và chúng tôi hoàn toàn bất ngờ và vượt quá kỳ vọng của những người làm du lịch. Việc kéo dài thị thực nhập cảnh đến 90 ngày, chúng tôi sẽ có một số những thị phần khách mới như là những thị phần khách nghỉ dưỡng, những thị phần khách lưu trú với mục đích hưu trí tại thành phố Đà Nẵng, cũng như là chúng ta sẽ có những quý khách có thể thăm thân, rồi khách có thể đi du lịch xuyên Việt và nâng cao được cái số lượng ngày đêm mà khách lưu trú tại Việt Nam. Khách quốc tế ở châu Âu, Úc, Mỹ thường có kế hoạch du lịch tương đối xa nên chính sách này có thể chưa tác động ngay. Tuy nhiên, dự kiến với thị trường ở khu vực Đông Bắc Á, các nước trong khu vực ASEAN, chính sách nới lỏng visa sẽ có tác động rõ ràng hơn trong thời gian tới. Cụ thể là mùa du lịch quốc tế năm nay, từ tháng 10 đến tháng 12, cơ cấu nguồn khách cũng sẽ được mở rộng. Các cái thị trường mà lâu nay chúng ta buộc phải qua các công ty bảo lãnh, thì cái năng lực tiếp cận về e-visa sẽ lớn hơn rất nhiều. Chúng ta đáp ứng được cái việc thay đổi về cấu trúc khách, tức là khách lẻ tăng rất nhanh, khách đi theo nhóm nhỏ, nhóm gia đình tăng rất nhanh, và họ hoàn toàn có thể tiếp cận được bằng các cái kênh về thị thực điện tử.
Chính sách visa là một trong các yếu tố quan trọng và là tiền đề để tạo sức hút điểm đến. Tuy nhiên, việc thu hút khách du lịch quốc tế còn dựa trên nhiều yếu tố cộng hưởng khác như công tác xúc tiến, quảng bá, đặc biệt là việc xây dựng sản phẩm du lịch đa dạng, mới mẻ, thu hút khách. Các doanh nghiệp làm du lịch nên có cái tận dụng những cái cơ hội này để xây dựng những cái sản phẩm, làm như nào kéo dài cái thời gian lưu trú của khách tại các địa phương, cũng như là gia tăng cái việc tiêu dùng du lịch của khách trong cái thời gian lưu trú tại Việt Nam. Việt Nam đặt mục tiêu đón 8 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2023. Với việc nới lỏng chính sách visa bắt đầu từ ngày 15 tháng 8 tới đây và nỗ lực của các điểm đến trong việc xây dựng sản phẩm, con số đạt được thực tế có thể hơn kỳ vọng. Đến với những nội dung khác, việc nhiều quốc gia gia tăng nhập khẩu gạo Việt đã đẩy giá gạo Việt Nam lên cao nhất trong vòng 10 năm qua. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, nguyên nhân khiến giá gạo tăng mạnh là nguồn cung gạo trên thế giới sụt giảm so với cùng kỳ của năm 2022. El Nino xuất hiện đã buộc nhiều quốc gia tăng mua để dự trữ. Trong tháng 6, giá gạo xuất khẩu đạt bình quân 650 đô la Mỹ một tấn, tăng 9,4% so với tháng 5 và tăng 20,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế tháng 6, giá gạo xuất khẩu ước đạt 539 đô la Mỹ một tấn, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái, mức cao nhất trong 10 năm qua. Hơn 10 năm trở lại đây, nghề nuôi cá lồng trên các tuyến sông qua địa bàn tỉnh Hải Dương phát triển nhanh chóng, giúp các hộ nuôi cá phát triển kinh tế. Mặc dù vậy, đây cũng là nghề tiềm ẩn nhiều rủi ro bởi ảnh hưởng của yếu tố thời tiết, môi trường, đặt ra yêu cầu đối với người nuôi cá lồng trên sông cần phải cẩn trọng, nhất là trong mùa mưa bão. Cách đây gần 8 năm, ngày 3 tháng 8 năm 2015, do ảnh hưởng của cơn bão số 2, nước sông Kinh Thầy qua địa phận xã Nam Tân, huyện Nam Sách dâng cao. Nước lũ đã cuốn trôi hơn 50 lồng cá của gia đình anh Nguyễn Văn Nhuận, khi đó đang nuôi các loại cá có giá trị kinh tế cao như cá chép, cá chấm giòn, cá lăng, cá diêu hồng, gây thiệt hại gần 20 tỷ đồng. Rút kinh nghiệm từ thiệt hại đó, những năm sau, cứ trước mùa bão, hàng năm gia đình anh Nhuận đều kiểm tra hệ thống lồng nuôi cá để có biện pháp bảo vệ an toàn cho 200 lồng nuôi cá trên sông Kinh Thầy. Để bảo vệ cho cá lồng mùa mưa bão là chúng tôi chằng chéo mua thêm dây chảo để về chằng, vì mùa mưa bão là mùa lũ này nó chảy nước nó mạnh chứ nó không như là mùa bình thường. Phao thì cắm các những phao biển báo tiêu với blue để báo đường cho tàu bè đi cho nó đỡ va chạm vào những đồng bè của mình. Trạm quản lý đặc sông Nguyên Bình chúng tôi đã phối hợp với lại chính quyền địa phương, rồi là chỗ đội thanh tra an toàn số 2, rồi là phòng cảnh sát giao thông đường thủy Hải Dương là xuống tổ chức, thứ nhất là hướng dẫn tuyên truyền cho các cái hộ nuôi trồng thủy sản. Một là chấp hành nghiêm luật giao thông đường thủy nội địa. Hai là bố trí hệ thống báo hiệu để đảm bảo an toàn giao thông. Thứ ba là cái hệ thống lồng bè triển khai là đúng vị trí đã được cấp có thẩm quyền và không sử dụng cái mục đích này vào cái mục đích khác. Thứ ba là cái hệ thống neo chằng, đặc biệt là mùa bão lũ là phải đảm bảo an toàn và tránh cái việc va chạm giữa các phương tiện và các cái hộ nuôi trồng thủy sản. Toàn tỉnh Hải Dương hiện có hơn 7.500 lồng cá nuôi trên các tuyến sông qua địa bàn 9 huyện, thị xã, thành phố, trong đó tập trung nhiều ở huyện Nam Sách và thành phố Hải Dương. Mùa mưa bão thường bắt đầu từ tháng 6 kéo dài đến tháng 10 dương lịch. Trong thời gian này, thời tiết diễn biến bất thường, các hộ nuôi cá lồng cần thường xuyên quan sát các dấu hiệu thiên nhiên. Khi có diễn biến xấu với thời tiết như mưa to, gió lớn, có thể di chuyển lồng nuôi cá vào vị trí gần bờ để tránh bị trôi khi nước chảy xiết, đồng thời thường xuyên kiểm tra, tu sửa lồng bè, gia cố hệ thống dây neo, phao báo hiệu. Thời điểm này, lực lượng cảnh sát đường thủy, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh thường xuyên kiểm tra, thông tin tuyên truyền, hướng dẫn các hộ nuôi cá lồng trên sông chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông đường thủy nội địa. Đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong mùa mưa bão, chúng tôi lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy, công an tỉnh Hải Dương đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền luật, phổ biến pháp luật đối với những hộ cá lồng, đối với cơ sở kinh doanh. Chúng tôi yêu cầu chấp hành đầy đủ các báo hiệu phao tiêu, dây dọ leo buộc phải chắc chắn. Đối với trong mùa bão, ngày mưa bão thì yêu cầu các chủ hộ cá lồng bố trí nhân lực người để canh gác đề phòng xảy ra những tai nạn trong mùa mưa lũ. Trước tình hình mưa bão có thể diễn biến thất thường, người nuôi cá lồng trên sông cần theo dõi chặt chẽ dự báo thời tiết, thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật, đảm bảo an toàn hệ thống lồng nuôi cá trên sông để bảo vệ thành quả sản xuất.
Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão số 1, Ban Chỉ huy ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự UPT Bộ Công an đã ban hành công điện gửi Ban Chỉ huy UPT các đơn vị địa phương. Ban chỉ đạo UPT BCA yêu cầu Ban Chỉ huy UPT Công an các đơn vị, công an địa phương tập trung chỉ đạo, chủ động triển khai các biện pháp phòng chống, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại do thiên tai, trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau. 1. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công an và chính quyền địa phương về công tác ứng phó thiên tai. 2. Theo dõi chặt chẽ tình hình, diễn biến của bão để chỉ đạo triển khai công tác ứng phó kịp thời, hiệu quả, chủ động các phương án, huy động lực lượng phương tiện của công an địa phương, công an xã chính quy và các đơn vị của Bộ đứng chân trên địa bàn, tổ chức cứu hộ, cứu nạn, giúp nhân dân kịp thời ứng phó, khắc phục hậu quả sau thiên tai, phương án phòng chống thiên tai trong cơ quan đơn vị công an, đảm bảo trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ công tác phòng chống thiên tai và duy trì hoạt động thường xuyên, bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe cho các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ phòng chống thiên tai và an toàn trụ sở, tài liệu, trang thiết bị làm việc, các cơ sở giam giữ của lực lượng công an nhân dân. 3. Đối với khu vực ven biển, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các lực lượng, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người và tài sản trên các đảo và lồng bè chòi canh nuôi trồng thủy hải sản, các hoạt động du lịch trên các đảo và ven biển, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông qua các cầu vượt biển, kiểm tra, hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại các khu neo đậu, tránh trú, đảm bảo an toàn, cháy nổ, an ninh trật tự, xã hội. Đối với khu vực đất liền, bố trí lực lượng, phương tiện phối hợp chặt chẽ với các ngành, các lực lượng tại cơ sở, chủ động rà soát, kiểm tra, kịp thời phát hiện các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, nhất là các khu dân cư, trường học, trụ sở cơ quan, doanh trại, công trường, hầm mỏ để chủ động sơ tán di rời, đảm bảo an ninh an toàn đê điều hồ đập, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tính mạng và tài sản cho người dân, bố trí lực lượng hướng dẫn giao thông, kiểm soát chặt chẽ việc đi lại qua các ngầm tràn, khu vực nước ngập sâu, nước chảy xiết, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính. 5. Tổ chức công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân các biện pháp ứng phó thiên tai, kịp thời thông tin về tình hình và hình ảnh hoạt động của lực lượng công an nhân dân trong phòng chống thiên tai, tổ chức tốt công tác trực ban, chỉ huy, đảm bảo quân số sẵn sàng triển khai các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu, thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo về Văn phòng Bộ, số điện thoại 069-234-1042, 0913-555-323. Trong phần tiếp theo, mời quý vị cùng theo dõi những nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin Kinh tế Phương Nam. Hoàng Trí xin kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với tin tức của Kinh tế Phương Nam. Thưa quý vị, mới đây Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị triển khai thực hiện nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng 10 năm trở lại đây, tốc độ của thành phố đã chậm lại và thành phố cần một động lực mới giúp khai thác, khơi dậy tiềm năng, nguồn lực của thành phố để hoàn thành sứ mệnh đầu tàu trong tình hình mới. Và nghị quyết 98 được kỳ vọng làm được điều đó khi trao cho thành phố nhiều cơ chế, chính sách vượt trội và thí điểm, nhất là trong phân cấp, giao quyền. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, nghị quyết 98 là sản phẩm chất lọc từ yêu cầu thực tiễn đi vào nghị quyết và sau khi Quốc hội xem xét quyết định thì bây giờ là thời điểm trở lại đưa vào cuộc sống. Nghị quyết 98 cần được khẩn trương triển khai khi có thời hạn tổng kết thực hiện sau 5 năm và sơ kết sau nửa chặng đường. Thưa quý vị, các nhiệm vụ trọng tâm sắp tới được lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh xác định là tập trung nguồn lực xử lý hiệu quả những dự án trì trệ nhiều năm như dự án chống ngập, dự án khu đô thị Thủ Thiêm, khu Bình Quế, Thanh Đa. Việc triển khai chậm và thiếu đồng bộ giữa những công trình, dự án hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển không gian và hạ tầng đô thị không những chưa mang lại nhiều hiệu quả, mà trong nhiều trường hợp còn tích tụ thêm khó khăn. Do đó, trong giai đoạn sắp tới, thành phố sẽ ưu tiên tập trung nguồn lực để xử lý hiệu quả những dự án đang trì trệ nhiều năm. Ngoài ra, thành phố sẽ huy động các nguồn lực xã hội thông qua triển khai nghị quyết 98 để phát triển thành phố, tập trung nguồn lực đầu tư công và nguồn lực xã hội để chỉnh trang phát triển đô thị, y tế, giáo dục, an sinh xã hội. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đang tiến hành hoàn thành các thủ tục để thành lập Sở An toàn thực phẩm. Sau 6 năm thí điểm, Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh kết quả cho thấy có nhiều điểm tích cực, trong đó việc tập trung vào một đầu mối đã không còn gây chồng chéo, không còn tình trạng đùn đẩy trách nhiệm giữa ba sở, Sở Y tế, Sở Công thương và Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn, các vụ ngộ độc thực phẩm giảm. Từ kết quả đó, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã trình Chính phủ đề án thành lập Sở An toàn thực phẩm trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
Vừa qua, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025. Một trong những nội dung được đề cập tại hội nghị là Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xác định phát triển đô thị đa trung tâm với các đô thị vệ tinh. Ngoài Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh còn tiếp tục hình thành 4 đô thị vệ tinh khác gắn với mô hình phát triển đô thị gắn kết với giao thông công cộng, mô hình TOD, gồm Cần Giờ, khu Nam, Tây Nam và Tây Bắc. Một trong những điều kiện để sớm hình thành các đô thị này là phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là hệ thống metro với mô hình TOD. Về tái cấu trúc kinh tế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh với định vị trở thành trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm thương mại quốc tế, trung tâm hội chợ triển lãm quốc tế, trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực và chăm sóc sức khỏe. Giá vàng thế giới tuần qua giảm nhẹ trong phiên giao dịch đầu tuần, tăng mạnh trong phiên giao dịch giữa tuần và bất ngờ giảm trong phiên giao dịch vào cuối tuần. Trong khi đó, ở thị trường trong nước, vàng nhẫn, vàng trang sức 24K các loại tăng hơn nửa triệu đồng. Theo ghi nhận, vào đầu giờ sáng ngày 16 tháng 7 năm 2023, giá vàng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 66,5 triệu đồng một lượng mua vào và 67,2 triệu đồng một lượng bán ra. Vàng nhẫn 4 số 9 cùng thương hiệu tăng mạnh với 600.000 đồng, đưa giá mua lên 55,8 triệu đồng và bán ra lên 56,8 triệu đồng. Qua đó cho thấy, vàng miếng SJC chỉ còn cao hơn vàng nhẫn 10,4 triệu đồng mỗi lượng thay vì mức 12 triệu đồng như cuối tuần trước. Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới chốt phiên giao dịch cuối tuần giảm 4,25 USD, tương đương 0,22% xuống mức 1.955 USD trên một ounce trong 24 giờ qua. Biến động mạnh của giá vàng trong tuần qua đã tạo nên sự chú ý lớn trong thị trường. Khuya ngày 15 rạng sáng ngày 16 tháng 7, Công an quận Nhất Thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt triển khai lực lượng kiểm tra hành chính các cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn thuộc phường Nguyễn Thái Bình, quận Nhất. Công an quận 1 đã kiểm tra hai cơ sở kinh doanh là công ty trách nhiệm hữu hạn Hype Asia tại tầng trệt số 41-43 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 và công ty trách nhiệm hữu hạn Le Pigan tại tầng 1 số 41-43 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1. Qua kiểm tra, công an đã xử lý hai cơ sở kinh doanh vi phạm các lỗi như tổ chức vui chơi giải trí ngoài khoảng thời gian từ 8 giờ đến 24 giờ mỗi ngày, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ và kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp mà không có giấy phép. Ngoài ra, công an còn phát hiện các cơ sở này còn kinh doanh có liên quan đến khí cười N2O, thu giữ 14 bình kim loại chứa khí N2O, đồng thời phát hiện thêm một số đối tượng dương tính với chất ma túy. Công an quận 1 đang tiến hành củng cố hồ sơ xử lý các sai phạm của các cá nhân tổ chức liên quan theo quy định. Thưa quý vị, kể từ tháng 9 năm 2023, theo quy định mới, các ngân hàng sẽ không được cho vay vốn để gửi tiền hoặc để thanh toán tiền mua, góp vốn của công ty chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán. Theo các chuyên gia, thời gian qua đã xảy ra tình trạng làm đẹp số liệu, thổi phồng số dư tiền gửi nhằm tạo thanh khoản ảo. Bản chất là tiền vay rồi lại chuyển thành tiền gửi luân chuyển trong chính một hệ thống ngân hàng. Về bản chất của cái việc này á, là nó không làm cho cái tiền huy động tăng thêm mà chỉ lấy từ hệ thống ngân hàng sau đó nộp vào lại hệ thống ngân hàng. Ngoài ra, khi cái việc này nó sẽ giúp cho ngăn chặn được cái việc huy động số dư báo cáo tiền huy động là tiền khống, cũng như là sẽ có một vài ngân hàng, một vài chi nhánh ngân hàng nếu họ không đạt chỉ tiêu về huy động, họ có thể thực hiện cái biện pháp này. Thì song song đó về nó sẽ làm ảnh hưởng tới giảm lợi nhuận của bên ngành ngân hàng. Bên cạnh đó, việc ngân hàng nhà nước áp chính sách lãi suất 0% với tiền gửi đô la Mỹ nhằm chống đô la Mỹ hóa và hạn chế đầu cơ ngoại tệ, cùng dẫn đến thực trạng gửi tiết kiệm đô la Mỹ lãi suất 0%, sau đó cầm cố tiết kiệm đô la Mỹ để vay Việt Nam đồng rồi đem gửi ngân hàng để hưởng lãi suất cao hơn. Việc này hay xảy ra nhất ở những ngân hàng nước ngoài, do các ngân hàng này áp dụng lãi suất cho vay rất thấp, chỉ từ 2 đến 3% mỗi năm với vay đô la Mỹ. Thì một số những cá nhân cũng như tổ chức có thể tiếp cận cái nguồn vốn này, họ sẽ vay vốn đâu đó khoảng từ 1 đến 2% và quay lại gửi tiền ở những cái ngân hàng trong nước với lãi suất tầm 6 đến 7% thì họ sẽ ăn được cái mức lợi nhuận này. Tuy nhiên thì đây là một cái hoạt động kinh tế, nó không tạo ra bất kỳ một cái sản phẩm nào hoặc là thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng, thì ngân hàng nhà nước hoặc là chính phủ sẽ chặn cái hoạt động này lại và giúp cho cái dòng vốn thay vì đi gửi tiết kiệm sẽ bắt đầu quay lại nền kinh tế và hỗ trợ nền kinh tế phục hồi. Với những hình thức lách luật tiềm ẩn nhiều rủi ro phát sinh, thì quy định này buộc các ngân hàng phải tuân thủ một cách chặt chẽ hơn, phù hợp với hoạt động thực tiễn và làm cho thị trường tín dụng hoạt động một cách ổn định và lành mạnh. Sở
số lượng doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động hoặc ngừng hoạt động tăng lên so với số lượng đăng ký mới. Các giải pháp và chính sách hỗ trợ kinh tế đang được các doanh nghiệp hy vọng sẽ được triển khai để giúp họ vượt qua khó khăn. Phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của Kinh tế Phương Nam ngày hôm nay. Chịu ảnh hưởng nặng nề từ tình hình kinh tế trong thời gian qua tại doanh nghiệp bay xuất khẩu này. Nếu trước đây, lượng đơn hàng doanh nghiệp nhận có thể kéo dài từ 9 tháng đến 1 năm, thì nay doanh nghiệp chỉ còn đơn hàng sản xuất cầm chừng trong khoảng vài tháng là hết. Tình hình thiếu đơn hàng, công nhân không có việc để làm đã kéo dài nhiều tháng đây, gây ảnh hưởng lớn đến doanh nghiệp và thu nhập của lao động. Dù thời gian qua, nhà nước cũng đã có nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, tình hình sản xuất kinh doanh vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Do đó, doanh nghiệp mong có thể kéo dài hơn nữa thời hạn và thủ tục để hưởng các ưu đãi này. Doanh nghiệp chỉ nhận được các đơn hàng kéo dài trong khoảng 3 tháng, và sau 2 tháng nữa thì doanh nghiệp cũng không có rõ được. Và theo đó thì các chi phí nguyên vật liệu kèm theo các chi phí logistics đang gia tăng, nó dẫn tới cái giá thành của sản phẩm nó tăng, nó gây khó khăn rất nhiều cho doanh nghiệp. Thì trong cái khoảng thời gian khó khăn này thì doanh nghiệp rất là mong các cơ quan nhà nước, các cơ quan chức năng có thể ra ưu đãi, gia hạn thêm cái gói giảm VAT 2% và các gói ưu đãi lãi suất thấp hơn để mà hỗ trợ doanh nghiệp trong cái thời kỳ khó khăn này. Hiện tại, thành phố Hồ Chí Minh dư nợ cho vay 5 nhóm ngành lĩnh vực: doanh nghiệp nhỏ và vừa, xuất khẩu, nông nghiệp và nông thôn, công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt khoảng 200.000 tỷ đồng. Đây là các khoản vay ngắn hạn bằng tiền đồng, có lãi suất thấp dưới 5,5% một năm, hiện đây là 4% một năm, có tác động hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp và các nhóm ngành lĩnh vực là động lực tăng trưởng kinh tế. Đã có hơn 300 doanh nghiệp được vay vốn hỗ trợ 2% lãi suất, với dư nợ tín dụng đạt gần 19.000 tỷ đồng. Giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp thì Ngân hàng Trung ương đã ban hành. Chúng tôi tập trung vào ba cái chương trình. Một là kết nối ngân hàng doanh nghiệp, gặp gỡ doanh nghiệp, đối thoại doanh nghiệp, nắm bắt cái khó khăn của doanh nghiệp để giải quyết những cái khó khăn trực tiếp từ phía doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nắm bắt tốt các cơ chế chính sách, từ đó tiếp cận tốt chính sách. Cái điểm thứ hai đó là qua cái hoạt động đối thoại ngân hàng doanh nghiệp thì giúp cho doanh nghiệp nắm bắt về các thông tin, chủ trương, các cơ chế chính sách của ngân hàng trung ương, từ đó cũng thuận lợi trong cái việc tiếp cận tín dụng. Và cái thứ ba đó là chúng tôi phối hợp với sở ngành quận huyện, các cái phòng kinh tế các quận huyện để thực hiện là nắm bắt kịp thời các thông tin từ phía doanh nghiệp, trực tiếp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp năm nay đã giải ngân hơn 375.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, các ngân hàng cần chủ động giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ doanh nghiệp nhiều hơn. Tại thành phố Hồ Chí Minh đã có hơn 300 doanh nghiệp được vay vốn hỗ trợ 2% lãi suất với dư nợ tín dụng đạt gần 19.000 tỷ đồng. Tính chung trong 6 tháng đầu năm, gói tín dụng ưu đãi từ chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp với tổng số tiền 453.070 tỷ đồng đã giải ngân 375.233 tỷ đồng, đạt 82,8%. Và những nội dung trong Kinh tế Phương Nam cũng đã kết thúc bản tin Kinh tế và Tiêu dùng. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi.